Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức và tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Bản tin đến từ Nhật Bản cho biết là cụ ông cao tuổi nhất vừa qua đời tại Nhật Bản. Thông tấn xã AFP đưa tin là cụ ông cao tuổi nhất tại Nhật Bản đó là cụ Mikiyo Ueda đã qua đời mới đây tại thành phố Nara ở tuổi 112. Thông báo trong ngày 13 tháng 9 của chính quyền địa phương cho biết là cụ Mikiyo Ueda sinh vào tháng 5 năm 1910 tại Nara đã qua đời vào ngày 9 tháng 9. Sau khi cụ Ueda qua đời, Bộ Y tế của Nhật Bản sẽ thông báo danh tính cụ ông cao tuổi nhất còn sống tại quốc gia này trong tuần tới. Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới và có nhiều cụ già trong nhóm những người cao tuổi nhất thế giới. Tháng 4 vừa qua thì cụ bà Ken Tanaka, người cao tuổi nhất thế giới sống ở thành phố Fukuoka ở Tây Nam của Nhật Bản cũng đã qua đời ở tuổi 119. Hiện nay thì cụ Fusa Tatsumi, 115 tuổi, sống tại tỉnh Osaka, là một cụ già cao tuổi nhất tại Nhật Bản. Tiếp nối là một bản tin hy hữu từ Úc Châu cho biết là một con kangaroo tấn công người và gây tử vong. Truyền thông của nước Úc trong ngày 13 tháng 9 đưa tin một người đàn ông 77 tuổi sinh sống trong khu vực miền Tây đã bị thiệt mạng sau khi bị một con kangaroo tấn công. Và họ cho biết đây là một vụ kangaroo tấn công người gây tử vong đầu tiên được ghi nhận tại quốc gia này kể từ năm 1936. Cảnh sát khu vực ở miền Tây Australia cho biết vào chiều ngày 11 tháng 9, người thân đã phát hiện ra nạn nhân trong tình trạng bị thương nặng tại một nông trại ở thị trấn Redmond, cách thành phố Perth khoảng 400 km về phía đông nam. Cảnh sát cho rằng người đàn ông này đã bị một con kangaroo tấn công cùng ngày và con vật này cũng đã cản trở các nhân viên y tế không thể tiếp cận nạn nhân, dẫn tới việc người này đã tử vong sau đó. Cảnh sát cho hay là con kangaroo đã bị bắn hạ vì liên tục gây nguy hiểm cho những người ứng cứu khẩn cấp và các sĩ quan cảnh sát. Thông tin cho hay đây là một con kangaroo hoang dã được nạn nhân nuôi làm thú cưng. Con kangaroo nói trên đã được xác định thuộc loài chuột túi lông xám, sinh sống phổ biến tại khu vực Albany, miền Tây của Australia. Khi trưởng thành thì kangaroo đực có thể đạt tới trọng lượng là 70 kg, với chiều cao lên tới 223 cm tính từ đuôi và có thể trở nên khá hung dữ. Vụ kangaroo tấn công người dẫn đến tử vong gần nhất ở tại Australia xảy ra từ hơn 85 năm trước ở khu vực phía đông thuộc tiểu bang New South Wales. Khi đó thì một người đàn ông 38 tuổi đã bị kangaroo tấn công khi cố gắng giải cứu hai con chó của mình. Người này đã tử vong vì chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Sau qua New Zealand, một con mực dài 4 mét dạt vào bãi biển. Một nhóm du khách may mắn bắt gặp được xác của một con mực khổng lồ bị mắc cạn với một số vết cắn ở trên thân tại bãi biển thuộc vùng vịnh Golden. Hướng dẫn viên của công ty du lịch Farewell Speed Tour là ông Anton Donason đã được một đồng nghiệp thông báo về xác con mực dạt vào bãi cát ở mũi đất Farewell tại vùng vịnh Golden, New Zealand. Thông tin của tờ Newsweek đưa tin cho biết là khi ông Donason và đoàn du khách tới đó thì họ nhìn thấy một con mực dài 4 mét đang nằm ở trên cát. Ông Donason chia sẻ, đối với phần lớn mọi người thì đây là một cơ hội chỉ có một lần ở trong đời. Mực khổng lồ rất hiếm gặp và trên bất kỳ một bãi biển nào, vì vậy bạn cần có mặt đúng lúc bởi vật chất hữu cơ không tồn tại mãi mãi. Theo anh thì con mực có dấu vết bị cắn và có nhiều khả năng là do sinh vật biển khác như là cá mập nhỏ gây ra. Mực khổng lồ là một động vật thân mềm lớn thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau loại mực colossal có thể dài tới 13 mét. Giới nghiên cứu cho rằng chúng có mặt ở khắp nơi trên toàn cầu, nhưng hiếm khi được trông thấy còn sống. Mực khổng lồ sống ở độ sâu khoảng từ 305 cho tới 1.000 mét. Lần duy nhất mực khổng lồ được ghi nhận là vào năm 2006 ở ngoài khơi của quần đảo Ogawasawa của Nhật Bản.
Theo thông tin của Thủy cung Two Ocean ở Nam Phi, có 677 trường hợp bắt gặp loài mực khổng lồ. Loài mực này có đôi mắt to nhất trong thế giới động vật, lớn cỡ cái đĩa với đường kính là 25 cm. Theo thông tin trên tờ National Geographic, các nhà nghiên cứu cho rằng mực khổng lồ tiến hóa đôi mắt to như vậy là để phát hiện ánh sáng phát quang sinh học từ con mồi trong bóng tối ở độ sâu hàng trăm mét. Chúng là con mồi phổ biến của cá nhà táng. Ngoài ra thì xác mực còn được tìm thấy trong bụng cá voi hoa tiêu, cá mập slipper phương Nam và cá voi sát thủ. Sau qua bản tin giải trí cho biết là đạo diễn huyền thoại Jean-Luc Godard vừa qua đời ở tuổi 91. Đài truyền hình France 24 trong ngày 13 tháng 9 cũng như là hãng tin AFP và tờ New York Times cho biết rằng ông Jean-Luc Godard là cha đẻ của làn sóng mới ở Pháp vừa qua đời ở tuổi 91. Ông Jean-Luc Godard sinh ngày 3 tháng 12 năm 1930, là một đạo diễn, nhà biên kịch và nhà phê bình phim người Pháp gốc Thụy Sĩ. Ông là người đi tiên phong trong làn sóng mới. Ông ủng hộ quan điểm mỗi đạo diễn mang lại một phong cách mới, một lối tư duy mới và phá vỡ những rào cản và lối mòn đã tồn tại quá lâu trong nền điện ảnh của Pháp trong thập niên 60 và 70. Ông Godard nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như là giải Sư Tử Vàng, giải Gấu Vàng, giải Cannes Oscar danh dự và César danh dự. Các tác phẩm thời trẻ của ông đã có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của nền điện ảnh nước Pháp nói riêng và nền điện ảnh thế giới nói chung. Ông được đánh giá là một trong những đạo diễn điện ảnh có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Bộ phim đầu tay của ông Jean-Luc Godard là bộ phim About the Soufflé, có nghĩa là nghẹt thở, ra mắt trong năm 1960. Tiếp theo đó là hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng như là bộ phim Chiến binh bé nhỏ, bộ phim Gã điên Period và bộ phim Những giấc mơ. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Jean-Luc Godard phải kể đến đó là bộ phim Ở xa Việt Nam, Far from Vietnam. Đây là một bộ phim tài liệu phản đối chiến tranh, được sản xuất bởi thế hệ những nhà làm phim thuộc thời kỳ làn sóng mới của nền điện ảnh Pháp, trong đó có ông Jean-Luc Godard, ông Chris Marker, ông Alain Resnais, Claude Lelouch và Adnan Vada, cũng như là nhà làm phim người Mỹ là William Klein. Bộ phim Far From Vietnam đã được trình chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim New York trong năm 1967 và trở thành một trong những bộ phim tài liệu đầu tiên phản đối một cách trực diện về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tiếp nối là một bản tin buồn khác, đó là rapper ca sĩ PNP Rock đã bị cướp bắn tử vong tại Los Angeles. Theo thông tin trên tờ báo Los Angeles Times cho biết rằng rapper PNP Rock, 30 tuổi, là một rapper từ Philadelphia nổi tiếng với bản hit là Selfish, phát hành năm 2016, đã bị bắn chết trong một vụ cướp tại nhà hàng Roscoe Chicken and Waffle ở phía nam Los Angeles. Anh qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Đại úy Kelly Muniz, đại diện cho phía cảnh sát của Los Angeles, cho hay vụ nổ súng xảy ra vào lúc 1 giờ trưa tại nhà hàng trên đại lộ Manchester. Tên cướp đã dùng súng bên trong của nhà hàng đe dọa và yêu cầu các nạn nhân giao nộp đồ dùng có giá trị. Rapper PNP Rock và bạn gái đã rơi vào tầm nhắm của tên cướp vì những đồ trang sức ở trên người của họ. Sau đó tên cướp đã bắn PNP Rock và tẩu thoát trên một chiếc xe gần đó. Dù đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu ngay lúc đó nhưng rapper xấu số đã không vượt qua được. Phía cảnh sát cho biết thêm là họ đang kiểm tra video an ninh từ bên trong nhà hàng để xác định ra được kẻ xả súng. Ngoài ra thì phía cảnh sát cũng đã tăng cường kiểm tra camera của các khu vực xung quanh để xem hệ thống an ninh có ghi lại được bất kỳ một hình ảnh nào của nghi phạm để lại hay không. Rapper PNP Rock tên thật là Rakim Allen, sinh năm 1991 tại Philadelphia. Nam rapper đã từng chia sẻ với tạp chí Paper rằng anh được truyền cảm hứng để làm nhạc ở tuổi 19 sau khi nghe album Take Care của nghệ sĩ Drake. Khả năng nhạy âm nhạc kết hợp với cách đọc rap độc đáo của PNP Rock đã giúp anh trở thành một rapper tiềm năng trong làng nhạc hip hop. Nam rapper đã được đông đảo khán giả biết đến sau khi phát hành một đĩa đơn mang tên Flick trong năm 2015. Anh cũng đã hợp tác cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thí dụ như là Ed Sheeran,
Triple X Temptation và Chance the Rapper. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Cùng với lại chúng tôi, Trầm Thắng xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày bình yên và hạnh phúc.